Truyền thuyết ngọn núi mang dáng hình thiếu nữ. Ngày xưa, ở thung lũng dưới chân ngọn núi Timpanogos, có bộ tộc Sala sinh sống. Họ thờ phụng thần núi Timpanogos, coi thần như vị thần hộ mệnh của bộ tộc. Đã nửa năm trời, không có lấy một hạt mưa. Đồng ruộng nứt nẻ thế này, thì bộ tộc ta nguy mất. Chẳng lẽ do chúng ta đắc tội gì với thần núi Timpanogos, nên thần đang trừng phạt cả bộ tộc sao? Bộ tộc ta năm nào cũng làm lễ cúng và hiến tế vô cùng kính cẩn, làm sao có chuyện đắc tội với thần Timpanogos được chứ? Nhưng bộ tộc ta trước nay chưa từng bị hạn hán thế này. Nếu không phải là do thần linh trừng phạt, thì còn do đâu được chứ? Tôi nghĩ chúng ta phải sớm tổ chức một lễ hiến tế để mong thần Timpanogos rủ lòng thương xót ban mưa xuống. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trồng trọt mùa màng, nuôi gia súc. Dân bộ tộc Sala mới có thể tiếp tục sống ở nơi này. Đúng đấy, ta phải làm lễ thôi. Chỉ có hiến tế mới mong làm thần bất giận mà ngưng trừng phạt bộ tộc ta. Nếu mọi người đều cho là vậy, thì chúng ta sẽ tiến hành chọn ra cô gái để hiến tế cho thần. Mọi người nghe tin gì chưa? Mấy ngày nữa, bộ tộc ta sẽ tổ chức chọn ra thiếu nữ để hiến tế cho thần Timpanogos đó. Thật vậy sao? Chẳng phải bộ tộc ta mới hiến tế vào mùa đông năm ngoái rồi sao? Nay còn chưa đến mùa đông, sao đã lại hiến tế nữa? Hạn hán kéo dài, đồng ruộng không thể trồng trọt được gì. Mọi người đoán là do bộ tộc ta đã làm điều gì đó phật ý thần Timpanogos mới bị thần trừng phạt. Vì thế nên tộc trưởng và những người cao tuổi trong bộ tộc quyết định phải hiến tế sớm hơn để mong thần Timpanogos bớt giận ban mưa xuống. Utana, cô có nghe về chuyện này rồi đúng chứ? Phải đấy, cô là con gái tộc trưởng, chắc chắn đã biết về chuyện này rồi. Tôi có nghe cha tôi nói đến. Chúng ta phải làm thế nào đây? Tôi sợ lắm, tôi không muốn mình là người phải đi hiến tế đâu. Chuyện này chúng ta làm sao mà quyết định được? Từ trước đến nay đều là do tộc trưởng cùng những người cao tuổi lựa chọn cô gái sẽ đi hiến tế cho thần. Các cô đừng lo lắng như thế. Thực ra thần núi Timpanogos là vị thần tối cao bảo vệ cho bộ tộc chúng ta. Nếu thật sự trở thành người đi hiến tế cho thần thì đó cũng là vinh dự. Vinh dự gì chứ? Đi hiến tế cho thần là sau này sẽ không thể trở về được nữa. Phải đấy, mùa đông năm ngoái chị gái của Doris đã phải đi hiến tế. Mẹ cô ấy vì nhớ thương con đến sinh bệnh rồi kìa. Từ ngày chị tôi đi, mẹ tôi chưa có đêm nào ngon giấc. Cả nhà tôi không còn vui vẻ như trước được nữa. Hiến tế có thể giúp mang lại may mắn cho cả bộ tộc. Đó là việc làm ý nghĩa biết chừng nào. Ý nghĩa ư? Nếu cô thấy việc hiến tế này ý nghĩa đến thế, sao cô không chủ động xin đi? Đằng này cha con cô năm nào cũng bao che cho nhau để không phải là người đi hiến tế. Cô đừng nói như vậy. Tuy cha tôi là tộc trưởng, nhưng tuyệt đối không có chuyện thiên vị như mọi người nghĩ đâu. Chuyện này chỉ có trời mới biết. Suy cho cùng, cũng là do cha cô là tộc trưởng mà không thể bảo vệ và mang lại may mắn cho người dân bộ tộc, nên tộc Sala ta mới phải chịu nhiều hoạn nạn. Cô nói gì lạ vậy? Chuyện này sao có thể trách cha tôi được? Không trách cha cô thì trách ai đây? Người đứng đầu không được lòng thần linh nên bộ tộc mới bị thần trừng phạt. Nếu cứ phải hiến tế mãi như thế này thì chẳng mấy chốc bộ tộc ta sẽ chẳng còn thiếu nữ nào nữa mất, mà mọi gia đình đều sẽ phải chịu nỗi đau chia lìa. Cha tôi cũng ngày đêm lo lắng, chỉ là không tìm được cách nào giúp bộ tộc ta khỏi hạn hán. Mọi người hãy thông cảm, đừng đổ tội cho cha tôi. Đúng là cha nào con nấy, bên nhau chầm chập. Nếu cô đã thấy cha cô hết lòng vì bộ tộc như vậy, cô lại thấy việc tế thần có ý nghĩa, thì sao cô không chủ động nhận mình sẽ đi hiến tế thần đi, coi như là giúp cha cô bớt lo nghĩ. Chuyện này cô cũng không muốn chứ gì, vậy mà làm như gan dạ lắm. Chúng ta đi thôi, đừng phí lời với cô ta nữa. Đằng nào thì cha con cô ta cũng bao che cho nhau, chỉ có chúng ta là chịu thiệt thôi. Lần này sẽ lại là ai bị chọn đi? Bộ tộc ta sẽ phải chịu những tai họa thế này đến bao giờ đây? Tộc Sala làm gì mà tập trung đông người vậy nhỉ? Mà sao trong họ lại ủ rũ thế kia? Hôm nay bộ tộc ta sẽ chọn ra cô gái đi hiến tế cho thần núi Timpanogos để mong thần sẽ ban mưa xuống.
Khác với những năm trước, năm nay sẽ không chỉ định cô gái nào sẽ đi hiến tế nữa. Thay vào đó, chúng ta sẽ lựa chọn dựa theo ý muốn của thần. Thì ra là họ đang chọn người đi hiến tế cho thần núi. Không biết cô gái xấu số nào sẽ bị chọn trúng đây. Dựa theo ý muốn của thần là sao chứ? Tôi không hiểu gì cả. Bên trong chiếc bình này là những viên đá được lấy từ nơi gần với đỉnh núi Timbadogos. Trong đó chỉ có một viên đá màu đen. Nếu ai chọn được viên đá màu đen thì đó là do thần Timbadogos đã lựa chọn được người đó thực hiện nghi lễ hiến tế cho thần. Được đấy, như vậy sẽ công bằng cho tất cả chúng ta. Giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào vận may của mình nữa thôi. Là màu trắng. Màu trắng, tôi không phải đi hiến tế rồi. Là màu trắng. Lại là Utana may mắn. May mắn cái gì? Con gái của tộc trưởng thì lúc nào mà chả được che chở. Có khi cha cô ta sắp xếp viên đá màu trắng cho con gái mình bốc trúng cũng nên. Ôi không. Là màu đen. Mẹ ơi, con không muốn đi hiến tế đâu mẹ ơi. Trời ơi, năm ngoái con gái lớn của tôi đã đi hiến tế rồi. Năm nay sao lại là con gái út của tôi thế này hả trời? Tội nghiệp Doris và mẹ của cô ấy quá. Bà ấy chỉ có hai đứa con gái này thôi, nhưng lại đều phải đi hiến tế cho thần. Năm ngoái con gái lớn của bà ấy bị chọn, bà ấy đã bệnh suốt mấy tháng trời. Nay lại đến lượt Doris thế này, có lẽ bà ấy không sống nổi. Cách chọn đá này là công bằng nhất với tất cả mọi người. Nay Doris đã chọn viên đá đen, cũng có nghĩa là thần núi Timbanogos đã chọn con bé. Tộc trưởng, xin ông tha cho con tôi. Tôi chỉ còn mình Doris nữa thôi. Xin ông hãy chọn lại một người khác. Tộc trưởng, nếu cháu đi hiến tế thì mẹ cháu sẽ không sống nổi mất. Doris à, ta đã dùng cách công bằng nhất với tất cả mọi người rồi. Nếu không phải là cháu thì cũng sẽ là một người khác. Mọi người sẽ không đồng ý chọn lại đâu. Chẳng lẽ ông nhẫn tâm nhìn mẹ con tôi chia lìa, để tôi phải mất đi cả hai đứa con sao? Thật tội nghiệp, mất đi cả hai đứa con, người mẹ nào chịu đựng nổi chứ? Tộc trưởng, xin ông, xin hãy tha cho con tôi. Tộc trưởng, xin ông hãy chọn lại, tôi không thể lại mất con lần nữa. Tôi thật sự cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu. Nhưng hiến tế thần núi là tập tục lâu đời của tộc Salata. Tôi cũng rất khó xử, nhưng không còn cách nào khác. Đúng là cha nào con nấy, bên nhau chầm chập. Nếu cô đã thấy cha cô hết lòng vì bộ tộc như vậy, cô lại thấy việc tế thần có ý nghĩa, thì sao cô không chủ động nhận mình sẽ đi hiến tế thần đi, coi như là giúp cha cô bớt lo nghĩ. Không thể để cho mẹ con họ chia lìa được. Mẹ của Doris đã quá đau khổ rồi. Mình cũng không thể nhìn cha phải nhọc lòng vì những lời ác ý của bộ tộc. Cha ơi, con sẽ đi thay cho Doris. Con nói gì vậy Utana? Con sẽ đi hiến tế thay cho Doris. Con nói bậy gì vậy? Đây không phải chuyện đùa. Con đừng làm rối mọi chuyện lên nữa. Con nói thật đó cha, Doris không thể đi hiến tế được. Mẹ cô ấy sẽ không sống nổi mất. Nhưng con bé là người được thần núi chọn. Việc tế thần này nên do một người tình nguyện đi. Nếu để Doris đi, cô ấy không cam lòng thì sao thể hiện được thành tâm của bộ tộc ta? Thần núi cũng sẽ không vừa ý. Cha hãy để con đi. Vì cha, vì bộ tộc, con nguyện sẽ trở thành người hiến tế. Utana, con... Nếu thật sự có thể giúp bộ tộc ta thoát khỏi hiểm cảnh trước mắt, con rất sẵn lòng hiến dâng mọi thứ mà con có. Xin cha hãy để con đi. Cô gái đó vừa xinh đẹp lại vừa nhân hậu. Tấm lòng đó thật là đáng quý. Đã tới chân núi rồi, bộ tộc ta chỉ có thể đưa tiễn đến đây thôi. Con đường lên núi này, Utana sẽ phải đi một mình. Tôi biết. Đây là thứ nước thần. Sau khi uống nó, linh hồn của cô sẽ rời khỏi thể xác phàm tục này,
và đến bên thần núi tìm Banogot. Hãy nhớ rằng khi uống nó, cô hãy nói những lời nguyện ước của mình để thần núi có thể nghe được. Tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ khẩn cầu thần tiên Banogot ban mưa cho bộ tộc ta. Thứ nước đó chẳng phải là thuốc độc sao? Cha, con đi đây. Từ nay con gái không thể ở bên cha được nữa. Cha hãy giữ gìn sức khỏe. Utan, hãy chăm sóc cha giúp chị nhé. Em biết rồi. Utan à, cha đừng buồn, con sẽ đến bên thần tiên Banogot. Đó là vinh dự của con. Con sẽ mang hết những lời thỉnh cầu của chúng ta đến với thần. Bộ tộc ta nhất định sẽ không còn hạn hán nữa. Utana, nàng ấy quả thật là một người con gái quả cảm. Một người như vậy mà phải hiến tế cho thần thì quả thật đáng tiếc. Nếu thần tiên Banogot thật sự có linh thiêng thì đã phải sớm cho mưa xuống mới đúng chứ. Thần tiên Banogot kính mến, con là Utana. Bộ tộc của con đã nửa năm nay không có một giọt mưa nào. Đất đai đồng ruộng đều đã khô nước hết cả. Cuộc sống của tất cả mọi người đang bị đe dọa. Xin thần hãy rủ lòng thương xót cho mưa xuống, cứu lấy bộ tộc của con. Con nguyện mang linh hồn của mình đến bên người, mãi mãi phụng sự cho người. Uống lọ thuốc này, ta có thể đến bên thần tiên Banogot được rồi. Dừng lại, đừng uống nước đó nữa. Người là... Không một người bình thường nào dám tới gần đỉnh núi nơi thần tiên Banogot ngự trị. Chiếc mũ lông chim kia chẳng phải rất giống với mũ của thần tiên Banogot trên bức tượng gỗ mà bộ tộc ta luôn thờ phụng. Chẳng lẽ người này là... Thần tiên Banogot, con chính là người của bộ tộc Sala. Con tình nguyện hiến tế linh hồn của con cho người. Bộ tộc Sala không biết đã làm gì đắc tội với người mà nửa năm rồi không có mưa. Nay con tới đây nguyện làm theo mọi yêu cầu của người. Chỉ xin người thương xót ban mưa xuống. Nàng ấy nhận nhầm mình là thần núi tiên Banogot rồi. Ta phải làm sao đây? Ta không thể để nàng ấy bỏ mạng ở nơi này. Nhưng nếu nói sự thật, nàng ấy nhất định sẽ uống thứ nước đó để hiến tế linh hồn. Thần tiên Banogot, xin thần hãy hiểu cho tấm lòng thành của bộ tộc chúng con. Xin người ban ân, đừng trách phạt chúng con nữa. Được rồi, nàng hãy đi theo ta. Người sẽ tha lỗi cho bộ tộc của con và ban mưa xuống chứ ạ? Ta tự có dự liệu, nàng hãy yên lặng đi theo ta. Nàng đã chấp nhận hiến tế, vậy nàng sẽ nghe lời ta chứ? Con xin nghe theo bất cứ mệnh lệnh nào từ người. Vậy được, từ nay nàng hãy ở lại đây cùng ta. Hóa ra từ trước đến giờ người không ngự trị trên đỉnh núi Tiên Banogot mà ở trong hang động này sao ạ? Hang động sau núi này không có ai lui tới. Ta chỉ đến đỉnh núi khi nghe thấy lời khẩn cầu của một người nào đó. Bình thường ta sẽ sống ở nơi này. Vậy là khi nãy người đã nghe lời khẩn cầu của con nên đã tới đỉnh núi. Vậy người sẽ bớt giận và cho mưa xuống bộ tộc của con chứ ạ? Đó là chuyện của thần, nàng không được hỏi đến. Nàng hãy yên tâm ở lại đây, đừng lo lắng gì cả. Tấm lòng của bộ tộc Sala ta đã hiểu cả rồi. Nàng thật xinh đẹp, ta đã phải lòng nàng mất rồi. Nhưng nếu nàng biết ta chỉ là một chiến binh của bộ tộc khác, chắc chắn nàng sẽ không ở lại đây mà sẽ quay lại đỉnh núi để hiến tế. Ta không thể để nàng biết chuyện được. Nàng hãy ở yên trong hang động, đừng đi lại lung tung. Ta ra ngoài rồi sẽ sớm trở về. Mây đen đang kéo đến. Là thần tiên Banogot đã thương xót cho bộ tộc Sala nên cho mưa xuống á. Cuối cùng trời cũng đã mưa rồi. Chắc là bộ tộc của ta cũng đã có mưa. Bộ tộc Sala được cứu rồi. Người về rồi. Hôm nay trời đã có mưa rất lớn. Có phải bộ tộc của con cũng đã có mưa không ạ? Ta đã thấy được tấm lòng của nàng và cả bộ tộc. Ta không thể để mọi người phải chịu khổ nữa, nên đã lên đỉnh núi Tiên Banogot làm phép cho mưa xuống. Cảm ơn thần Tiên Banogot. Nàng không cần phải lo lắng cho bộ tộc này nữa. Hãy yên tâm ở lại bên cạnh ta. Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi, được chứ? Chúng ta sống cùng nhau? Nàng đồng ý ở lại bên ta chứ? Hàng ngày ta sẽ săn bắn kiếm ăn, chúng ta sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Ít lâu sau, sao hôm nay chàng ấy về muộn thế nhỉ? Ta
tại sao chàng lại có thể bị thương được? Chẳng phải chàng là thần núi sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chàng là ai? Utana, nàng đang lo lắng cho ta sao? Nàng đừng khóc, ta không sao đâu. Chàng là ai? Nàng... sao nàng lại hỏi vậy? Thần tiên Panogot sao có thể bị thương được? Chàng nói đi, rốt cuộc chàng là ai? Ta xin lỗi, ta không cố ý lừa gạt nàng đâu. Ta là Đại Bàng Đỏ, vốn là chiến binh của bộ tộc Atlas, tới để thăm dò bộ tộc Sala của nàng. Ngày hôm đó, ta vô tình thấy nàng tình nguyện đi hiến tế thay cho cô gái khác. Ta theo dõi, thấy bộ tộc Sala đưa nàng tới chân núi, rồi một mình nàng lên núi để hiến tế cho thần Timbanogot. Ta thực sự không nỡ để nàng làm chuyện dại dột đó, nên ta định đứng ra ngăn cản nàng. Không ngờ nàng lại nhận nhầm ta là thần Timbanogot, vậy nên ta mới đành dối nàng. Tại sao chàng biết ta nhận nhầm mà không lên tiếng chứ? Nếu ta nói ta chỉ là một người bình thường, thì nàng chắc chắn sẽ không nghe ta khuyên giải, mà nhất định sẽ hiến tế linh hồn của mình cho thần núi. Utana, ta không muốn nàng làm vậy. Ta đã thề sẽ hiến tế bản thân cho thần núi Timbanogot thì không thể nuốt lời được. Nay chàng dối gạt ta, khiến ta mang tội với thần. Nàng ơi, thần không trách nàng đâu. Thần Timbanogot đã nghe thấy lời khẩn cầu của nàng, ngài ấy không cần nàng phải hiến tế mà vẫn cho mưa xuống đó thôi. Cũng may là tìm được cây thuốc này để trị thương cho Đại Bàng Đỏ. Utana, Emily, sao cô lại ở đây? Mấy tháng trước cô đã đi tế thần rồi, tại sao giờ cô lại vẫn còn sống? Tôi... cô không hề đi tế thần sao? Chuyện là... thật không ngờ cô dám lừa gạt cả thần Timbanogot. Cha con cô đã thông đồng với nhau lừa dối tất cả chúng tôi. Không, không phải như vậy đâu. Hóa ra là vì cô không hiến tế nên thần Timbanogot vẫn không cho mưa xuống. Bộ tộc ta sắp chết khô cả rồi, cô có biết không? Sao lại như vậy được? Rõ ràng là trời đã có mưa rồi mà. Tôi ở đây thấy trời mưa thuận gió hòa rồi. Mưa thuận gió hòa mà tôi phải đến đây sao? Vì thần Timbanogot mãi không ban mưa nên bộ tộc lại quyết định chọn người để tế thần. Lần này tôi xui xẻo chọn phải viên đá đen. Tôi đã mang nước thần của phù thủy lên núi để hiến tế đây này. Sao lại như vậy được chứ? Rõ ràng ở ngọn núi này mưa thường xuyên xuất hiện mà. Núi Timbanogot cách xa bộ tộc Sala như vậy, mưa ở đây làm sao tới được nơi ở của chúng ta? Utana, cô lừa tất cả mọi người đến đây để lẩn trốn, báo hại cả tộc ta phải chịu khổ. Cô và cha cô đều là kẻ lừa gạt. Tôi sẽ về nói mọi chuyện cho người trong tộc biết. Cả nhà cô sẽ phải đền mạng. Không, Emily, xin cô đừng làm vậy. Cha tôi cũng không biết là tôi còn sống. Tôi không cố ý lừa gạt ai cả. Hóa ra là do cô sợ nên trốn tránh không hiến tế à? Cô thất hứa làm thần linh trách phạt bộ tộc ta. Tôi không thể bỏ qua chuyện này được. Nếu không muốn cha và em trai cô phải liên lụy, thì ngay bây giờ cô lên đỉnh núi hiến tế đi. Dính mắt tôi sẽ xem cô thực hiện nghi thức. Bây giờ sao? Ngay bây giờ. Nếu cô còn dám trốn tránh thì cha và em trai cô sẽ phải chết. Không, gia đình tôi vô tội. Tôi không thể để họ gặp chuyện. Thuốc nước đây, mau theo tôi lên núi. Đại Bàng Đỏ, sao nàng ấy mãi vẫn không về nhỉ? Chẳng lẽ không tìm thấy cây thuốc sao? Sao mình lại có cảm giác bồn chồn nóng dạ như thế này nhỉ? Có khi nào nàng ấy... không, không đâu. Nàng ấy sẽ không làm như vậy đâu. Utana! Utana! Sao nàng lại giả dối như vậy? Sao nàng lại bỏ lại ta? Ta phải làm sao đây? Utana! Tất cả là lỗi của ta. Ta đã không thể giữ nàng ở lại. Utana, nếu không có nàng, cuộc sống của ta cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nàng hãy chờ ta. Ta đến bên nàng đi. Từ nay, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau trong hang đá này. Trái tim đá trong hang động tại núi Timbanogot chính là minh chứng cho tình yêu của nàng Utana và chàng chiến binh Đại Bàng Đỏ.
người ta cũng tương truyền rằng sau khi chết, thân xác của nàng Utana đã hóa vào ngọn núi Timpanogos, khiến nó mang dáng hình người thiếu nữ đang say ngủ như ngày nay. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!